Hello, xin chào tất cả mọi người, và hiện tại mình và anh Winner đang có mặt tại đấu trường đường phố để có thể cùng nhau giao lưu và giống như là tìm hiểu về những bộ môn mà mình cảm thấy thích thú. Và mình xin biết là khi mà tụi mình chuẩn bị quay đấu trường đường phố là sẽ như thế nào nhé. Sao có phải nhảy nhở? Không có thể. Nó là đây. Cái câu người ta là soi đèn đi bắt ếch. Ok, nè soi đèn nè, soi đèn. Trời ơi, soi đèn. Mà hai nam có làm như vậy nè. Ủa, khi nào đồ là như em vậy nè. Tiếp nè, tiếp sai từ tiếp. Để nhớ nè. Hết giờ, hết giờ. Trời ơi, khó vậy. Ôi dồi ôi. Trời ơi, thế mà trai nhiều kiểu gì. Anh em ở trong nhà. Đây là chắc cú rồi, chắc cú rồi. Ok, ok. Ok nha. Chắc tạo ra hả? Em làm đi. Ôi dạ. Tắm này. Múa. Ủa sao múa là? Ủa nhưng mà ý là cái này là tắm hả? Cái này là tắm. Ủa tắm này ta về nè đó. Em thử là đúng tắm rồi. Ok ok, để em đứng đầu nha. Đứng đầu nha. Ôi thua rồi, còn gì nữa, chơi chơi vui, chơi vui. Chơi vui. Cuối cùng thì ăn nhiều rồi. Sao mình phải có một lần thằng tí thử chứ. Trời ơi, khó quá hả? Xuống rồi xong rồi mới nhảy. Ừ. Rồi đi đi đi. Có đúng nhỉ? Quá chưa? Ôi nhảy nhờ. Ê đúng rồi, em nghe này sai quá à. Làm vui nhá. Kín kín. Em sẽ sai quá. Ừ, tại thế làm thế à. Thế thôi á. Chỉ sợ chỗ ông thắng rồi. Chúng ta chọn vật kia hả, có cái gì mà tự tin được. Em làm thế. Ok ok ok. Tôi nói lần này các bác có phải chắc cú với tôi. Đừng có là ok nha. Ok rồi, rồi có đây ăn mì tôm với cả BBQ nữa. Làm thế. Sao có phải là múa nhỉ? Phải. Nó là. Sao phải nhảy thế nhỉ? Sao có phải nhảy nhỉ? Không phải có thể. Nó là. Cái câu người ta là soi đèn
đèn đi bắt ếch, ok? Nè, soi đèn nè, soi đèn. Trời ơi, soi đèn. Mà Hana có làm như vậy nè. Nói chung là qua cái trò chơi hôm nay là thấy như là tinh thần nhóm mình như nào rồi. Yeah. Hiểu ý nhau ghê gớm. Ôm nhau cái. Ôm nhau cái.